Người dân Lào nghẹn ngào, người Thái cay cú khi Việt Nam chi hơn 500 tỷ xây công trình khủng giúp người anh em Lào. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, từ xưa đến nay, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước sông Mekong, cùng tựa lưng và dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Việt Nam và Lào có truyền thống giao bang hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Còn nhớ cách đây không lâu, Việt Nam đã tạo điều kiện để nước bạn sử dụng cầu cảng Vũng Áng 123, qua đó giúp Lào từ một nước không có biển trở thành một nước có đường ra biển, giúp nước bạn phục hồi kinh tế. Không dừng lại ở đó, Việt Nam còn đầu tư hơn 80 triệu đô la Mỹ xây sân bay Nong Khang tại tỉnh Hua Phanh để giúp Lào giao thương tốt hơn. Mới đây nhất, Việt Nam đã không tiếc tiền bỏ ra 500 tỷ đồng để xây tặng người anh em Lào một công trình khủng giúp nhân dân Lào vượt qua khó khăn. Điều này đã khiến người Thái tỏ ra khó chịu, báo đài Thái đứng ngồi không yên. Vậy công trình này là gì và phản ứng của người Thái ra sao? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chuyện là mới đây, chính phủ Việt Nam đã dành tặng chính phủ và nhân dân Lào dự án siêu khủng là Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt tại Siang Khoang với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam và phù hợp với nhu cầu của phía Lào. Với quy mô 200 giường bệnh cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, phục vụ công tác khám chữa bệnh của nhân dân tỉnh Siang Khoang và chương trình đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho các y bác sĩ của Lào tại bệnh viện. Dự án nhằm từng bước hình thành và phát triển các chuyên khoa sâu, chuyên gia giỏi, mạng y tế hội chẩn toàn quốc, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh Siang Khoang nói chung và người dân các tỉnh Đông Bắc của Lào nói riêng. Sau khi hoàn thành xây lắp công trình, chủ dự án đã lắp đặt 163 trên 187 danh mục thiết bị y tế đạt 87,16%, còn lại 24 danh mục dự kiến hoàn thành bàn giao trong tháng 9 năm 2023. Phát biểu tại sự kiện, ông Sivilay Sangchalayun, Phó tỉnh trưởng tỉnh Siang Khoang đã cho biết, là một tỉnh nghèo do bị tác động nặng nề bởi chiến tranh, cơ sở hạ tầng y tế của tỉnh Siang Khoang, cả trang thiết bị tại bệnh viện tỉnh hiện rất nghèo nàn, không đủ đáp ứng yêu cầu, khiến người dân thường xuyên phải chuyển lên tuyến trên hoặc sang nước ngoài điều trị, gây tốn kém và tăng chi phí chữa bệnh của người dân. Chính vì vậy, việc Bệnh viện Hữu nghị Lào Việt khánh thành và đưa vào sử dụng tại đây sẽ mang lại lợi ích lớn cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận. Trong buổi lễ, ông Sivilay Sangchalayun đã nói, tôi chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi, giúp người dân của chúng tôi có được nơi chữa trị kịp thời. Chúng tôi và người dân tỉnh Siang Khoang luôn biết ơn và ghi nhớ những gì nhân dân Việt Nam đã dành tặng chúng tôi. Mới đây, trên kênh tin tức tổng hợp TNN Online của Thái Lan đã đưa tin là vui mừng được Việt Nam hỗ trợ nền kinh tế. Mà cụ thể, kênh Thái Lan muốn nhắc đến những công trình vừa mới được khánh thành ở Lào do Việt Nam xây tặng. Trong đó có một công trình trị giá 500 tỷ đồng của Việt Nam. Chúng tôi xin tóm tắt đại khái nội dung của video này như sau. Thời gian qua, lãnh đạo đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã nhiều lần cúi đầu cảm ơn sự hỗ trợ kinh tế quý báu của Việt Nam đối với nhân dân Lào. Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đã hội đàm song phương với Thủ tướng Johny Samino của Lào bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra tại Indonesia. Thủ tướng Lào gửi lời cảm ơn từ đáy lòng khi nước bạn Việt Nam đã đầu tư và xây dựng Lào nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Trước hết nổi bật là dự án sân bay Nong Khang. Đây là công trình mà phía Việt Nam đầu tư với nguồn vốn 100% từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam. Toàn bộ từ khâu thiết kế, thi công, đào tạo nhân viên, vận hành sân bay đều nhờ phía Việt Nam tự thực hiện và giúp đỡ nước bạn Lào. Chưa dừng lại ở đó, mới đây Việt Nam thậm chí còn rút thêm 500 tỷ tiền Việt để xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Siang Khoang. Tin tức này làm chấn động cả Đông Nam Á vì chi phí xây dựng, vận hành bệnh viện rất phức tạp. Thực tế, Bệnh viện Hữu nghị Lào Việt ở tỉnh Siang Khoang đã âm thầm khởi công vào năm 2016 mà cả Đông Nam Á chưa ai hay biết. Bệnh viện được xây dựng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam dành cho chính phủ Lào. Đây là dự án phát triển hạ tầng y tế lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam dành cho một quốc gia khác. Tự hỏi ngày nay Việt Nam đã phát triển đến mức nào mà sẵn sàng dành tặng những món quà miễn phí khó tin cho Lào. Vị thế của Việt Nam không còn giống 10 năm trước. Vâng, đó là tóm gọn nội dung của đài TNN Thái Lan đăng tải. Kênh này hiện sở hữu 5,44 triệu người đăng ký, vì vậy có độ uy tín cực kỳ cao đối với người Thái. Sau khi chứng kiến sự giúp đỡ của Việt Nam đối với nước bạn Lào, netizen Thái Lan không hiểu tại sao lại sôi sục và cay cú. Bên dưới video này rất nhiều những comment với quan điểm trái chiều được đưa ra và sau đây xin mời mọi người cùng nghe xem họ nói gì nhé. Người Việt bề ngoài nhìn như người xấu nhưng bên trong lại tốt bụng, lịch sự và có tấm lòng nhân hậu. Cảm phục các bạn, một trái tim từ Thái Lan. Lào đang gặp khó, ngoài Việt Nam thì có ai giúp? Thái Lan sẽ không giúp.
Bạn có nhớ thời điểm xảy ra xung đột Tom Yu Khum không? Lào là quốc gia đầu tiên tuyên bố sẽ không giao thương với Thái Lan. Tôi nhớ Lào với Việt Nam là anh em mà, chuyện họ giúp nhau là bình thường, nhưng với Thái Lan chúng ta thì khác. Việt Nam, Trung Quốc tiêu hao tài nguyên của Lào nhiều nhất, nhưng Lào vẫn chưa thịnh vượng. Đường xá của Lào bị phá hủy vì xe tải Trung Quốc, Việt Nam chạy thừa cân. Đó là bình luận của người Thái bên dưới video này. Nếu muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể tìm video này trên YouTube và combat với các anh hùng bản phim Thái Lan nhé. Đọc vài dòng bình luận thôi, nhưng chúng ta có thể thấy rằng rất nhiều người Thái có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng có một điều họ không biết, Việt Nam chưa bao giờ giúp đỡ Lào để thực hiện thuyết âm mưu nào cả. Giúp đỡ vì đó là hành động xuất phát từ trái tim của những người anh em cùng chung hoạn nạn từ những ngày đầu dựng nước. Trước khi đi giải thích lý do, mời các bạn cùng với chúng tôi ngắm qua một vòng bệnh viện mới xây, hiện đại và xịn sò này. Đúng như đài Thái Lan đăng tải, mới đây Bệnh viện Hữu nghị Lào Việt Nam tại tỉnh Siang Khoang đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là dự án phát triển hạ tầng y tế lớn nhất của Việt Nam tại Bắc Lào từ trước đến nay. Dự án được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành tặng Chính phủ và nhân dân Lào, với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam và phù hợp với nhu cầu của phía Lào. Nghe những lời nói này mới thấy rằng thật đáng tiếc cho người anh em Thái Lan khi một bộ phận người Thái lại có những suy nghĩ chẳng giống ai. Người Thái rất thân thiện nhưng vẫn có một thành phần luôn xem thường Việt Nam và cho rằng mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam và Lào chỉ là giả dối. Các bạn Thái Lan chưa bao giờ muốn xếp sau Việt Nam, giờ thấy Lào và Việt Nam thân tình khăng khít, các bạn ấy lại dở giọng ghen ăn tức ở. Chỉ tiếc là Việt Nam và Lào trước nay yêu thương bằng trái tim, không vụ lợi, cũng chẳng làm hại đến ai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, bấy lâu cách trở quan hà, từ nay Lào Việt rất là gần nhau, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Hay trong bài phát biểu mới đây, ngày 18 tháng 7, trong lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có nghĩa sống còn của mỗi đảng, mỗi nước, đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước chúng ta cùng phát huy trong giai đoạn lịch sử tiếp theo. Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng mà như hai nước anh em, đồng chí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng hai đảng nhà nước và nhân dân hai nước càng cần phải đoàn kết, gắn bó, tăng cường hợp tác hơn nữa để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau làm hết sức mình để bảo vệ và không ngừng vun đắp trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Đúng như Tổng Bí thư đã nói, nhân dân Việt Nam sẽ luôn đồng hành sát cánh cùng những người anh em Lào vượt qua mọi thử thách để hướng đến một Đông Nam Á hùng mạnh và phát triển. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.